Xin kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 5. Em thân mến, ở trong nội dung video này, mời các em chúng ta tiếp tục cùng làm đề kiểm tra cuối kỳ ở trong cuốn đề kiểm tra toán 5 học kỳ 1 em nhé. Video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với thầy đến với đề kiểm tra cuối kỳ số 20 và cũng là đề kiểm tra cuối kỳ cuối cùng ở trong cuốn đề kiểm tra học kỳ 1 này. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Số gồm 8 và 12/17 viết là, chính là đáp án C đúng không? Để em nhìn thì em đọc lại này, 8 và 12/17, đáp án C là chuẩn rồi. Câu trắc nghiệm 2, số tích hợp điền vào chỗ chấm 8 hecta 25 mét vuông thì bằng bao nhiêu đề ca mét vuông đây? Thì em nhớ thầy phần đổi đơn vị đo diện tích, đó là 1 hecta của chúng mình sẽ đổi được là 100 đề ca mét vuông. Đấy, thế còn 1 mét vuông thì sao nhỉ? 1 mét vuông sẽ bằng 1/100 nhé. Đề ca mét vuông. Như vậy thì ở chỗ này mình sẽ quy đổi như sau. 8 hecta sẽ chính là 800. Đúng không? 800 đề ca mét vuông. Cộng với lại 25 mét vuông, tức là 25 chia 100. 25 chia 100 là 0,25 đề ca mét vuông. Vậy cộng lại chỗ này sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? 800,25 đề ca mét vuông. Chúng ta chọn đáp án B cho thầy nhé. Câu 2, đáp án B. Câu trắc nghiệm 3, rất là quen thuộc. Giá trị của chữ số 5 trong số 32,075 là bao nhiêu? Ngay sau dấu phẩy nhé, ngay sau dấu phẩy, chữ số 0 thuộc hàng phần 10, chữ số 7 thuộc hàng phần trăm và chữ số 5 thuộc hàng phần nghìn, tức là 5/1000. Em chọn cho thầy là đáp án C với câu số A này. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 4. Tổng của 9.316 và 254,8 là bao nhiêu? Em đặt tính cộng ra. 9316 này cộng với lại 254,8 thì em phải để phần nguyên cái số 4 thẳng số 6 nhé, bởi vì là số đơn vị thẳng nhau đấy em. Đơn vị thẳng nhau này, trục thẳng nhau, chân thẳng nhau, phẩy 8 ở đây. Như vậy thì chỗ này mình sẽ ngầm hiểu là 9316,0 đấy em, đúng không? Nào, chúng ta cộng nào. 0 cộng 8 là 8, viết 8 này. Hạ luôn dấu phẩy kéo quên này. 6 cộng 4 là 10, viết 0 nhớ 1 này. 1 cộng 5 là 6, thêm 1 là 7, viết 7 này. 3 cộng 2 là 5, viết 5 này. 9 hạ 9, viết 9 này. Vậy kết quả mình sẽ được là 9570,8. Câu 4 này chúng ta chọn đáp án B nhé. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 5. Diện tích của tam giác có đáy 10cm và chiều cao 1,2dm là bao nhiêu cm vuông hoặc là dm vuông đây? Thì bây giờ các em có thể đi đổi đi. Em đổi ra cm đi. 1,2dm nhé. Thì sẽ bằng là 100, sẽ là 12cm đúng không? Ok. Như vậy là diện tích tam giác thì sẽ bằng là đáy này nhân với chiều cao này của chia 2 hoặc là gì? Hoặc em phải ghi phép tính là S tam giác nó sẽ bằng là đáy này nhân với lại cao này, rồi sau đó mình chia 2 như thế này. Được chưa? Thay số vào thôi các em. Đáy là 10 đúng không? Nhân với chiều cao là 12 này, sau đó mình chia 2. Mình dễ dàng mình nhẩm được, nó sẽ ra bằng 60 thôi đúng không? Bằng 60. Đơn vị là cm vuông. Như vậy là câu số 5 này thầy cho mình chọn đáp án A. Tiếp theo câu trắc nghiệm 6. Ở lớp 5A có 40 bạn này, trong đó có 24 bạn thích môn toán, còn lại là các bạn thích môn tiếng Việt. Số bạn thích môn tiếng Việt chiếm số phần trăm so với số bạn của lớp 5A là bao nhiêu phần trăm? Vậy thì việc đầu tiên các bạn tính cho thầy là số bạn của số bạn thích môn tiếng Việt là bao nhiêu nhỉ? 40 bạn, 24 bạn thích môn toán, còn lại là tiếng Việt. Vậy còn lại tiếng Việt sẽ là 40 trừ đi 24 thì sẽ bằng là 16 đúng không? Đây là số bạn thích môn tiếng Việt. Vậy tỷ số phần trăm sẽ là 16 là số bạn thích môn tiếng Việt đúng không? Em chia cho số sinh của lớp 5A, tức là mình sẽ chia cho 40. Em chia thôi. 16 chia 40 thì em sẽ được là 0,14. Và em quy đổi ra tỷ số phần trăm. 0,14 em nhân nhẩm với 100 thì sẽ là 40 và đơn vị phần trăm. Chúng ta chọn câu 6 này là đáp án A nhé.
Vậy là nhanh chóng chúng ta đã xong phần trắc nghiệm rồi. Chuyển sang hai lớn phần tự luận. Bài 1. Tính giá trị của biểu thức. Ở đây những cái biểu thức có dấu ngoặc em phải ưu tiên làm trong ngoặc trước, em nhớ chưa? Là em thực hiện đi, em đặt tính ra nhá. Trong ngoặc này thì mình sẽ thực hiện phép tính trừ này. Thì thầy đã được kết quả là bằng 172,1 các em ạ. 172,1, sau đó mình nhân với 1,1. Em lại đặt tính nhân ra. Đấy thì em sẽ ra kết quả nhé. Kết quả của thầy ra được là 705,61 em nhé. Đấy, ở những đề kiểm tra trước thì chúng ta đã rèn luyện rất nhiều những cái bài liên quan đến đặt tính rồi tính rồi, em hiểu chưa? Bây giờ thầy sẽ chỉ đọc kết quả thôi, thầy nói hướng làm và ghi kết quả cho em nhé. Tiếp theo đối với ý B, hướng làm ở đây là chúng ta sẽ phải thực hiện trong ngoặc trước em này. Đó, mình sẽ viết lại 9,88 này chia cho kết quả trong ngoặc này là bao nhiêu này? 1,14 cộng 1,46 đi, em thực hiện đi. Thì sẽ được là 2,6 các em nhé. Sau đó trừ 0,98. Có phép chia và phép trừ em phải thực hiện chia trước. Đó. 9,88 em chia 2,6 em đặt tính ra thì ta sẽ được kết quả ở đây là bằng 3,8 các em ạ. Sau đó em mới trừ cho 0,98. Đấy. Và thầy được kết quả là 2,82. Xong bài số 1. Tiếp theo là bài số 2, tìm ý A, 15% của 320 kg. Đây nhá, thầy nháp cho các em như sau. 100% thì đang ứng với lại 320 kg. Bây giờ đang cần tìm 15%. Đó là bao nhiêu kg? Dễ thôi. Em lấy 320, em chia cho 100. Khi chia thế này là chúng ta ngầm hiểu là ra 1%. Và em nhân với 15 lên thì mình sẽ ra được 15%. Em đã hiểu chưa? Vậy thì chúng ta sẽ đi viết lời giải như sau. 15% của 320 kg là, em xuống dòng em ghi phép tính cho thầy là 320 chia cho 100. 320 chia 100 là em nhân với lại 15 nhé. Hoặc em thể làm phép tính khác thầy. Hoặc em thể làm phép tính là 320 kem nhân với 15 kem chia 100 như thế này cũng được này. Đấy, như thế này cũng đúng. Hoặc là 320 kem nhân với lại 15% như thế này cũng được nhé. Đó, chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta ghi. Thực hiện phép tính lần lượt từ trái qua phải kem nhé. Thì thầy sẽ được kết quả của thầy là bằng 48 và đơn vị là kg. Xong ý A rồi em ạ. Bây giờ ý B đề bài hỏi như sau. 0,4% của 350. Mình sẽ lại viết lời văn như sau. 0,4% của 350 là. Tương tự như vậy. Thầy lấy 350 này, thầy chia cho 100 này. Thì thầy sẽ ra 1% đúng không? Thầy nhân với 0,4 thì thầy sẽ ra được 0,4%. Đấy, em thực hiện phép tính lần lượt từ trái qua phải nhé. Thì kết quả của thầy ra được là bằng 1,4. Xong rồi. Không có đơn vị gì nhá. Đấy chưa em. Bên này là kg này, mình ghi đơn vị là kg. Bài số 3. Lớp 5A có 48 học sinh, số học sinh xếp loại giỏi chiếm 75% số học sinh cả lớp này, số học sinh nhé, số học sinh cả lớp. Ở lớp 5A có tất cả bao nhiêu bạn học sinh giỏi? Dễ nhỉ, đúng không các em? 100% là số học sinh cả lớp này, là 48 bạn học sinh. Đúng chưa các em? 48 bạn. Thế bây giờ 75% này các em sẽ xem là thầy là bằng bao nhiêu bạn đấy? Các em có làm được không nhỉ? Phép tính chúng ta sẽ có 3 cách ghi. 48 chia 100 nhân với 75 là cách thứ nhất. Hoặc là 48 nhân với lại 75 chia 100. Hoặc là 48 em nhân với lại 75%. Đấy, cả 3 cách ghi này đều ra một kết quả thôi. Chúng ta viết lời văn như sau. Lớp 5A có tất cả số bạn học sinh giỏi là. Tiếp tính chúng ta sẽ lấy 48, thầy chia cho 100 thì thầy sẽ ra 1%. Và thầy nhân với 75 thì thầy sẽ ra được 75%. Thầy em thực hiện phép tính lần lượt từ trái qua phải thôi. Thì kết quả của thầy ra được là bằng 36 và đơn vị là học sinh.
hoặc em đi đơn vị làm bạn cũng được. Và đáp số chúng ta sẽ ghi là 36 học sinh giỏi các em nhé. Rồi, xong bài số 3. Tiếp theo là bài số 4. Một kho có 246,75 tấn gạo. Người ta chuyển đến một lượng gạo bằng 3/5 lượng gạo hiện có của kho. Hỏi lúc này kho có tất cả bao nhiêu kg gạo? Em để ý thầy này, đề bài đang hỏi chúng mình là kg gạo mà trong khi đề bài lại cho chúng mình là tấn. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ có hai cái giải pháp. Thứ nhất là các em có thể đổi luôn từ tấn ra kg. Hoặc các em có thể để nguyên tấn đấy và cuối cùng các em mới đổi ra kg. Đó, các em đã hiểu ý tưởng của thầy chưa ạ? Ok nhá, bây giờ thầy cứ để nguyên tấn đi. Thầy sẽ có là thầy sẽ tính được là cái lượng gạo mà chuyển đến. Ban đầu là có bao nhiêu rồi, chuyển đến 3/5 lượng gạo hiện có đúng không? Bây giờ mình sẽ có lời văn như sau. Số gạo người ta chuyển đến kho là số gạo người ta chuyển đến kho là 3/5 lượng gạo hiện có của kho, thì mình sẽ lấy là 246,75 tấn này mình sẽ nhân với lại 3/5. Hoặc em có thể ghi phép tính như sau. Nhân 3/5 chẳng qua chính là 246,75. Em chia làm 5 phần và em nhân 3. Như thế này em hiểu chưa? Đấy, có hai cách nào cũng được nhé. Thì em thực hiện đi. Chia rồi nhân này. Chia 5 rồi nhân 3. Rồi, hoặc là nhân 3 rồi chia 5 cũng được. Kết quả của thầy ra được là bằng 148,05 tấn. Bây giờ hiện có là 246,75 tấn và người ta chuyển đến thêm 148,05, thì bây giờ mình sẽ tính cho thầy được là lúc này là trong kho có tất cả bao nhiêu rồi đúng không em? Mình sẽ trả lời như sau. Lúc này kho có tất cả số kg gạo là, các em trả lời là kg nhưng lát sau mình sẽ phải đổi nhá. Ok nhá các em. Mình sẽ ghi là lúc này kho có tất cả số kg gạo là trong kho có tất cả số kg gạo là thế nào cũng được nha, miễn là để mình làm nổi bật cái ý là tất cả lên, em hiểu chưa? Mình sẽ cộng là 246,75, em cộng thêm cái lượng người ta chuyển đến 148,05, em đặt tính cộng ra cho thầy thì thầy sẽ ra được kết quả là bằng 394,8 tấn các bạn. 394,8 là đơn vị là tấn. À, đến đây các em vẫn chưa xong đâu nhá, các em phải đổi ra kg cho thầy. Em phải ghi thêm một dòng nữa là đổi. Đó là 394,8 tấn này em đổi ra kg. Từ tấn đổi ra kg thì em sẽ nhân với 1.000. Khi nhân với 1.000 thì em sẽ dịch dấu phẩy sang bên phải 3 chữ số thì mình sẽ được là 394 này, 8 là dịch 1 này, thêm dấu 0 nữa là dịch 2 này, thêm dấu 0 nữa là dịch 3 này. Rồi, đây là kg. Đấy, 394.800 kg, một khối lượng rất là nhiều đúng không? Đáp số rồi. Để bài hỏi người ta là kg gạo, mình sẽ trả lời là 394.800 kg gạo. Như vậy là xong bài số 4. Tiếp theo, bài số 5. Viết 4 số tập phân lớn hơn 18,8 và nhỏ hơn 18,9. Câu này khá là quen rồi, dạng này quen, đúng không các em? Thì ý tưởng như sau, chúng ta dùng kiến thức so sánh số thập phân thôi các em ạ. Đó là so sánh theo chiều là phần nguyên trước, sau đó đến lần lượt là phần 10, phần trăm, phần nghìn vân vân. Ở đây chúng ta thấy rằng là phần nguyên đều là 18 rồi các em ạ. Phần nguyên đều là 18. Đó, đều là 18 rồi. Vậy thì cái số của mình chúng ta có thể viết như sau.
Ở đây là phần 10 là 8, đây là phần 10 là 9. Thực ra 8 nó chính là 80 và 9 giờ 90 ở đây, 18,80 và 18,90. Đến đây các em lại rất dễ để chúng ta sẽ tìm các số ở trong khoảng giữa này. Vậy thì nó sẽ là 18,81 chẳng hạn, đúng không? 18,82 chẳng hạn, đúng không? 18,83 chẳng hạn và 18,84 chẳng hạn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng phần nguyên đều là 18 đúng không? Chúng ta bỏ qua phần so sánh phần nguyên đó. Tiếp theo là đến phần 10 ở đây số 8 này. Số 8 giống nhau ở đây. Thì số 0 ở đây nó nhỏ hơn số 1 ở đây đúng không? Rồi nhỏ hơn số 2, nhỏ hơn số 3, nhỏ hơn số 4. Thì là cái cụm này nó lớn hơn 18,80 rồi đúng không? Và toàn bộ những cái cụm mà thầy đang khoanh này, các số thầy đang khoanh này nó đều nhỏ hơn 18,90. Vì sao? Bởi vì phần 10 nó nhỏ hơn, số 9 lớn hơn số 8. Như vậy chúng ta đã tìm được 4 số đây rồi. Em thấy dễ chưa? Đấy, cách mà chúng ta sẽ làm đó là chúng ta sẽ viết thêm các chữ số 0 bên phải. 18,8 thì chẳng qua chỉ chính bằng là 18,80. Đó. Thế còn 18,9 chẳng qua chính bằng là 18,90. Và chúng ta sẽ viết những cái số ở khoảng giữa này cho thầy. Được chưa? Bây giờ mình sẽ đi trả lời như sau. Bốn số tập phân lớn hơn 18,8 và nhỏ hơn 18,9 là, đúng không? Đấy, chúng ta đã có một số con số ở đây rồi. Ok, em có thể lấy lần lượt 81, 82, 83, 84 hoặc em có thể viết những số khác thầy cũng được nhé. Miễn sao là lớn hơn 80 và nhỏ hơn 90 là được em ạ. Chúng ta sẽ viết nó là 18,81 này, chấm phẩy. 18,82, chấm phẩy. 18,83, chấm phẩy. 18,84. Rồi, xong, 4 số rồi. Em thân mến, như vậy vừa rồi em đã cùng với thầy Tài làm xong đề kiểm tra cuối kỳ số 20 và cũng là đề cuối cùng ở trong chuỗi đề kiểm tra toán lớp 5 học kỳ 1 rồi. Và thầy hy vọng rằng thông qua chuỗi video thầy đã cùng làm với các em sẽ tự tin hơn trong quá trình là chúng ta ôn tập để chúng ta thi kiểm tra cuối kỳ sao cho điểm thật tốt em nhé. Thế còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở trong các video học toán tiếp theo.